Spoiler One Piece 1034, khuyên mệnh dịch sử dụng công nghệ Kama, đại chiến sản gì? Hello 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với To Manga. Thêm một tuần nữa trôi qua, bình minh ở Wano Quốc lại đang ở gần hơn một chút. Điều đó có nghĩa là đảo quỷ Onigashima lại càng gần kinh thành Hana hơn. Diễn biến trận chiến ở trên đảo cũng thêm phần hấp dẫn. Hiện tại gần như toàn bộ những nhân tố trong Asuano đã lộ diện. Mới nhất, Kozuki Hiyori. Ngoài việc đám con của Big Mom thì vẫn mất tích, tấu hài, thì chúng ta chỉ thiếu duy nhất Chu Cao Onimaru. Còn được biết tới với thân phận Gyu Maru, kẻ đang giữ thanh hắc kiếm sư sư. Lâu lắm rồi nó đã không xuất hiện, nhưng hiện tại thì Zoro cũng chẳng còn quá cần tới thanh sư sư nữa, vì hiện tại anh đã tự tạo ra được hắc kiếm đầu tiên của riêng mình, đó chính là thành Enma, ở cùng cấp độ với danh kiếm của thần kiếm Ruma. Nhớ kiếm, nhớ anh vợ tương lai, nhớ ông bán kiếm, nhớ ông thợ rèn, nhớ cả lò nhà sư phụ. Zoro đã vận dụng hết trí nhớ của mình để đạt được cảnh giới đó. Tuy nhiên có một người không cần nhớ gì cả, thậm chí anh còn cố quên hết ký ức về gia đình của mình nhưng anh vẫn cứ mạnh. Người ta phải nhớ lời thầy dạy, nhớ lời kẻ thù, nhớ lời bạn dạy và riêng Sanji thì làm ngược lại. Anh căm ghét nhà vì càng không muốn nhớ quãng thời gian ở vương quốc Kamabaka của Ivankov. Anh không nhớ lời ai hết, đã cố quên rồi mà nó cứ bị mạnh lên. Trong chapter 1033, Zoro thể hiện sức mạnh của trí nhớ. Còn hôm nay, là màn trình diễn sức mạnh lãng quên của Sanji. Đó cũng là nội dung chính của chapter 1034 mới nhất mà mình sẽ gửi đến anh em ngay bây giờ. Tên của chương 1034 là Sanji với Queen. Mỗi khi Oda dùng tên hai đấu thủ làm tiêu đề thì hoặc là họ phân thắng bại ngay trong chapter đó hoặc là ở đầu chapter kế tiếp. Theo thông tin trong bản spoiler thì chưa có chi tiết nào đề cập rằng Queen bệnh dịch đã bị hạ. Nhưng mà ít nhất sau mấy lần bắt cầu xịt, bẻ cầu cũng xịt thì lần này mình cũng được gáy. Chẳng nói đâu ra ngay trong bài dự đoán chap mới ngày hôm qua, mình có nhắc đến trận chiến này và mình còn đoán sau khi Oda búp cho Zoro xong, anh chuẩn bị kết thúc trận chiến với King thì trước đó trận Sanji với Queen sẽ khép lại và Queen sẽ bị hạ ở cuối chap 1034 hoặc cùng lắm là đầu chap 1035. Với tình hình hiện tại, 96,69% là nó sẽ chính xác. Queen và Sanji đã được lên tiêu đề. Vậy thì hai danh hài sẽ được thể hiện toàn bộ các tuyệt kỹ mà mình có. Cụ thể đó là gì? Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết. 1. Momonosuke điều khiển hỏa vân. Mở đầu chương mới là một dự đoán đúng khác của mình, thậm chí là đoán trúng cả thời điểm Momonosuke lên hình. Chap này vẫn chưa đếm ngược bằng giây, tức là 5 phút chưa kết thúc, đảo quỷ chưa lơ lửng trên đầu người dân kinh đô Hana. Tuy nhiên họ vẫn đang nguy hiểm khôn lường và Shogun tương lai phải cố hết sức để cứu lấy người dân. Theo thông tin spoiler thì ở chapter 1033, Momonosuke đã dần dần nắm được cách điều khiển hỏa vân Thế nhưng cậu không tạo ra được quá nhiều hỏa vân như Kaido, mà nằm lấy mây của ông ta, kéo ngược hòn đảo ra khỏi phạm vi kinh thành. Vớ vẩn giả thuyết phê cần của mình lại thành sự thật. Momo không đủ mạnh để tạo ra lượng mây khổng lồ giống Kaido, nhưng nó ăn trá quỷ giống y hệt. Momo là bản sao của Kaido. Mây lửa do hai con rồng tạo ra là cùng một loại, cho nên Momonosuke hoàn toàn có thể điều khiển hỏa vân của Kaido. Miễn sao Luffy gây ra đủ nhiều khó khăn cho Kaido, làm ông ta mất tập trung thì Momo có thể lợi dụng thời cơ Trầm lấy quyền kiểm soát mây lửa Thằng nhóc tuy chưa sử dụng hết sức mạnh Nhưng việc tìm ra cách điều khiển hỏa vân Cũng đã là một bước tiến lớn 2. Queen sử dụng công nghệ gamma Tiếp tục chapter 1034 Với màn trận đấu ác liệt của Queen và Sanji Lần này thì nghệ sĩ nhân dân Đã không đứng mõm nữa Mà đánh cực kỳ nghiêm túc Trong chapter 1033 trước đó Queen đang bon mồm kể chuyện Thì anh ba hỏi một câu tụt mút Khiến hắn bị quê Bắn một phát laser vào anh có điều tốc độ của Sanji thì quá ghê gớm, anh còn nhanh hơn cả Laze, vừa né vừa sút cho Queen phát nữa. Tiếc rằng là những cú đá thông thường như vậy hoàn toàn không gây ra tổn hại nào cho Queen. Nhưng hắn cũng nhận ra mình không thể giành được phần thắng nếu cứ tiếp tục như thế này. Điều đó ép Queen phải tung ra vũ khí bí mật cuối cùng. Lại đúng như dự đoán, Queen chưa tung hết sức mạnh. Hôm qua thì mình có nói là Queen và Sanji sẽ phô diễn hết các tuyệt kỹ, nhưng Queen bị lép vế Chất sức mạnh vừa thức tỉnh của anh bà. Nên trước khi bị đánh bại, anh sẽ sử dụng con át chủ bài, thứ vũ khí bí mật cuối cùng. Nhưng mà vũ khí bí mật không phải một mà là tận mấy thứ khác nhau. Tưởng Oda buff cho Sanji để thắng Queen, xong lại buff tiếp cho Queen. Tóm lại thì mình vẫn chưa hiểu Oda muốn nai thắng. Và đọc chap mới thấy anh ba vẫn là con ghẻ không hơn không kém. Sanji thức tỉnh gen, tưởng ghê gớm lắm, độc đáo lắm, ai dè Queen còn ghê hơn. Ở đảo bánh, mấy đứa bằng Big Mom chế giễu Skywalk của anh là ai mà chẳng làm được, mấy cái trò đơn giản như là nguyệt bộ. Sangwasuano thì cũng chẳng khác gì. Nhìn Queen thể hiện, có cảm giác là mấy thứ siêu năng lực như của Sanji thì ai chẳng chế tạo được. Bởi hắn có thể sử dụng hầu hết các kỹ năng mà anh em nhà Kema đã thể hiện, bao gồm cả khả năng tăng hình của Sanji. Nghĩa là Queen đã tích hợp vào cơ thể sức mạnh đột biến trên mà Vismobchert đã cấy vào các con. Cho dù hắn chỉ là một cyborg, thì Queen cũng có sức mạnh như những chiến binh sâu nhân của Kema City Six. Khả năng cụ thể nhất được nhắc đến là khả năng tăng hình. Còn lại thì cũng không rõ Queen còn làm được những gì. Nhưng mà theo mình đoán thì trừ độc của Reizu ra thì hắn làm được hết. Như lửa chùa giống Sanji, ta từng thấy Queen sử dụng ở chap 1023. Laser cũng là một phần của ánh sáng. Chap này Queen còn phóng điện và tàng hình. Cộng thêm lớp da cứng cáp của khủng long, được gia cố bằng sắt thép thay cho khung xương ngoài. Lại có khả năng phục hồi của doan cổ đại. Ngoại trừ việc trông hài hước ra thì Queen thực sự là một sài bóc vô địch. Thậm chí hắn cứ như siêu nhân thứ tư, được bốn anh em siêu nhân nhà V-Smoke hợp thể tạo thành vậy. Quá bá đạo. Nhìn Queen tàng hình chắc anh ba cay lắm, vì là thằng nào cũng vào được nhà tắm nữ. Và Sanji cũng chẳng phải dạng vừa. Kể cả không mặc bộ red suit hắc tàng, nhưng anh vẫn có tốc độ kinh hoàng. Mấu chốt của việc tàng hình là gây ra bất ngờ cho đối thủ, hành động thật nhanh. Nhưng năng lực đó của Queen chỉ dùng để dình trộm thì đúng hơn. Bởi đối thủ của hắn sở hữu hoa kỳ quan sát rất mạnh, lại có tốc độ cực nhanh. Tàng hình khác với biến mất, Queen thực chất chỉ đồng hóa với môi trường xung quanh, trở nên vô hình trước mắt người bình thường. Còn bản thân hắn vẫn ở vị trí đó, với thân hình công kênh, chậm chạp. Khi Queen di chuyển, khó tránh việc phát ra tiếng động lớn, giúp Sanji dễ dàng nhận ra. Tuy nhiên trận đấu của Sanji và Queen bị gián đoạn bởi cô nàng Geisha được cho là bị Sanji tấn công. Ở chapter tâm 1032 trước đó, chạp này Geisha đó lại xuất hiện. Tên của cô ta cũng được tiết lộ. Cô ta tên là Osome. Cô Geisha này có nuôi một con chuột cưng tên là Chuzi Nó không chịu ở yên một chỗ nên cô nàng này phải chạy đi tìm mới vô tình va phải Sanji. Sau khi khóc lóc ỉ ôi ăn vạ, Osome tiếp tục đi tìm con chuột có tên là chữ gì đó. Gây Osome này chạy vào chiến trường giữa Sanji và Queen để tìm ra chú chuột cưng. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô ta chỉ là một ca kỹ tầm thường, nhưng mà thân phận của Osome thì lại khác. Sau cái chết của Komurasaki, tức Hiyori giả chết, thì Osome nổi lên như gây hàng đầu của Wano Quốc. Tương lai sẽ được phong làm Oran. Tất nhiên, Queen cũng xem Osome là thần tượng số một của mình. Sau khi Oran Komurasaki qua đời, Chẳng biết tên biến thái này có dùng kỹ năng tàng hình để đi làm trò đồi bại bao giờ không. Nhưng làm bạn với vị smoke người đẻ ra gì, thì mình nghĩ là khối ông phải đổ vỏ vì Queen. Bởi nếu không tàng hình, thì với ngoại hình của mình, Queen chỉ hợp làm diễn viên hề, chứ không làm phát boy, tán gái thế nào được. Bằng chứng là hắn đã đề nghị gặp Osome rất nhiều lần, nhưng đều bị cô từ chối. Thậm chí Queen đã viết hẳn một bản rap tặng Osome. Trong đó có câu, gọi em là ngôi chùa, vì thấy em anh chỉ muốn xuất gia tuy nhiên khi trung cư cao cấp mà osome ở gặp sự cố dẫn đến chất thải trong bồn cầu bị xả ngược ra khắp căn hộ thì queen mới phát hiện ra tờ giấy chép bản rap tỏ tình bị osome đem ra chùi xả xuống bồn cầu bài rap của queen khó tiêu tới mức bể phốt cũng đỡ không nổi thành ra hắn cực kỳ tức giận chính vì vậy queen đã sử dụng khả năng tàng hình của hắn để tấn công cô gây cha đó queen thực sự muốn giết chết osome nên chuyển hướng tấn công nhưng đã tàng hình lại còn định đánh phụ nữ trước mặt sang gì là queen sai cách rồi ba sức mạnh hiện tại của Sanji. Thấy mỹ nhân gặp nguy hiểm, Sanji lập tức ra chân ứng cứu. Anh sử dụng cùng lúc sức mạnh cộng với tốc độ di chuyển, cộng bộ xương ngoài, cộng hạ kỳ vũ trang lên đôi chân của mình để tạo ra một ngọn lửa lớn hơn, cháy mạnh hơn rất nhiều lần so với trước đó. Chiêu thức mới này có tên là Ma Thần Phong. Kể cả có tàng hình thì Sanji vẫn phát hiện ra vị trí của khuyên mệnh dịch. Anh tung cước cực mạnh đá bay hắn, cứu cô Geisha kia một mạng. Chưa dừng lại ở đó, Sanji sử dụng tam cước phái của mình, chút cơn thịnh nộ xuống người quy bệnh dịch. Sau một chuỗi các đòn tấn công lên hoàn cước, Sanji kết liễu hắn bằng cú Beef birds, tức là thịt bò nổ. Đây vẫn là tên một món ăn. Nghe nói chapter 1034 kết thúc với cảnh Sanji đá Queen của chót chứ không nhắc tới kết quả cuộc chiến. Vậy nên mình đoán phải tới đầu chapter sau thì chúng ta mới biết kết quả. 4 tuần sau không có chuyện. Uhm, rất tiếc hôm nay lại phải báo tin buồn cho anh em. Kết quả của cặp đấu giữa Sanji và Queen phải hai tuần nữa chúng ta mới biết, bởi vì tuần sau không có chương mới, vẫn là một tháng ra ba chap, chưa có kỷ lục mới như đợt tháng 8 và tháng 9. Oda viết liền một lúc năm chap. Tuy nhiên với tiến độ hiện tại thì mình tin vẫn có thể khép màn hồi ba Asuano trước khi năm 2021 qua đi. Và đây là những thông tin mình vừa cập nhật được về chapter 1034 mới nhất này. Những thông tin tiếp theo sẽ được Tomanga update trong thời gian sớm nhất. Hy vọng là anh em sẽ chú ý theo dõi. Và nếu thấy hay, đừng quên ấn like, đăng ký kênh để ủng hộ cho bọn mình nhé xin chào và hẹn gặp lại